Khá đẹp không? Nhiều quá trời. Ý kiến mua đồ chút. Có luôn. Cày theo vô mình tới tới
Bảo rồi, bảo. Chép hả? Cái gì Nguyên? Chấm mày ơi. Ôi, chà bá luôn. Cá mẹ à? Con gì á? Cá mà biết cá gì thôi. Ủa, cá chép bự lắm. Chép bự lắm. Bốn năm ký, năm ký á. Con này chừng có khoen á. Ủa, có khoen nữa hả? Có, đủ khoen mười mấy con dưới mà. Con này bự lắm. Ông cứ cãi người ta không, ông Thành. Chép. Chép bự lắm. Ủa. Có khoen rồi. Có. Nó bự cỡ này mà. Ủa, con này mấy ký thành rồi? Con này 4 5 ký. Vậy cũng khoan uổng rồi. 5 ký. Thì cỏ này. Ô con cá. Đó ơi con cá. Trứng không à? Cá này đâu có khoan. Không có khoan. Không có khoan. Ô con cá. Ô con cá lên coi. Rồi. Nhìn cá đẹp. Cá như Ngọc Trinh. Ký thành ơi, quá nặng lắm. Thì lấy một trứng cho anh nha. 5 ký. Bột thơm hả mày? Mày cá